Hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Lại là câu chuyện trái bí nữa cả nhà. Cả nhà lại tiếp tục cắt bí nữa cả nhà. Cắt trái đó trước đi vậy. Một trái Non xèo luôn. Trái đó trái cắt nữa. tới không? Chết rồi. Không tới rồi mời. Không tới nè, kìa cầm đi, rồi chồng kìa. Không á, ờ chồng cắt và cầm trái bí được không? Dạ được. Cái cuốn đâu rồi? Hay à, hay rồi, ok. Được hai trái. Này ăn bí luộc đi. Này ăn bí luộc chấm chấm trứng luộc. Rồi còn sót cái nào không? Còn trái con không à? Nay mình ăn món gì đây giờ? Bí luộc này chấm với trứng trứng luộc và nước mắm nước tương. Và nước mắm tương chấm trứng luộc với bí luôn ha. Dạ. Rồi này giờ nấu chiên. Nước nấu nước gì vậy? Dạ dạ nấu ba thứ luôn, mía lau rồi muối chôm rồi sâm luôn. Ngày bữa nay nấu ba nồi luôn, sâm, muối chôm, mía lau. Lúc này trời mưa bán hơi chậm nên nấu là ít ít, không có dám nấu nhiều. Hôm gầy cũng không có nấu giòn giòn lên. Gì ta, bao tử, bữa nay mình ăn bao tử cá cá ba sa, cá ba sa, bao tử cá ba sa xào dưa leo. Dạ. Với cá mối chiên bún xả. Cái gì vậy? Cá mối. Cá mối hả? Hột cá mình nó đang bị bệnh cả nhà. Cái hột cá mới nó dễ bị bệnh lắm, mình chưa có kỹ thuật nuôi á. Cho nên là mình đang trị bệnh á, mình rút nước hết ra. Chừa lại khoảng gang tay à. Nó đang bị bệnh là bị nấm mốc với cả nhà, nó bị nấm trắng với đỏ đỏ người á, mình rút bớt nước ra còn khoảng gang tay thôi. Thì cái mình sủi sục oxy cho nó nhiều nhiều nè, cái mình đổ thuốc tê cha vô, tê cha thì nó trị nấm, thuốc tê cha trong tiệm thuốc tây á, hoặc là cái vaseline gì nè, cái thuốc này cũng được, dung dịch xanh, micelline gì nè cả nhà. Nhưng mà cái này mình không gành á, mình đánh liều nó nhiều quá nó sẽ mắc nhớt con cá, cô không được mắc nhớt con cá là con cá dễ đi lắm. Ngày mình chơi tê cha giống như mà chị nấm của mấy con ba ba nó hay bị nấm rồi đó, nấm mốc đó, là mình ngâm tê cha nó, liều lượng mình cũng không gành nữa, mình nhắm chừng thôi cả nhà, nhưng mà thấy ngâm tê cha nó có hiệu quả. Ngâm khoảng chừng 2 ngày là ok, không có cho nó ăn nha, bỏ đói nó 2 ngày, ngâm nó 2 ngày. Bữa nay ngâm xong rồi cái mình xả nước ra, phân nửa nước mình bỏ rồi, xong cái bỏ thêm tê cha nữa, cái đổ phân nửa nước mới vô, ngâm 2 ngày là được rồi. Bữa có anh kia anh hỏi cái hồ mình xây làm sao á, thì đơn giản thôi, cái hồ mình ba khối nước, thì cái phần nuôi cá là khoảng 2 khối hơn xíu, còn cái phần lọc á thì khoảng 700-800 lít nước, khoảng 700-800 lít nước. Ống thì mình đặt ống 60 nha, ba cái ống 60 để nó thông qua cái ngăn lọc đầu tiên, ngăn lọc mình tới 3 ngăn lận, qua cái ngăn lọc đầu tiên, ngăn lọc đầu tiên xong rồi á nó sẽ đầy nước đầy lên rồi phải không, cái nó sẽ tràn nước qua ngăn lọc thứ hai, ngăn lọc thứ hai á nó sẽ dẫn nước qua ngăn lọc thứ ba, ngăn lọc thứ ba là mình đặt cái máy bơm trong đó đó để mình bơm, mình thổi luồn ra đó, cái ống nó thổi luồn ra đó, đặt cái máy bơm phía trong ngăn lọc thứ ba để nó thổi luồn ra ngoài. Là mấy cái hồ này người ta chuyên nghiệp á, người ta có chỉ trên mạng hết trơn, mình lên YouTube mình search lên làm cái hồ cá coi như thế nào á là người ta chỉ chi tiết lắm, mình cũng câu ở trên đó tại mình cũng không có rành. À, con cá này nãy giờ nó cá gì quên rồi, giờ không biết là cá mối hay là cá mối à? Cá mối hay là cá tại mua vì trong nó Bách không Hóa có Xanh giống không? Nên không biết. Này bao tử mình mua trong Bách Hóa Xanh trong rồi. Một cái hồ cá mà mình làm cho nó trong nước nó khó lắm cả nhà. Muối vô bóp cho nó sạch. Bóp muối với tắc cho bao tử nó sạch. Rồi xong rồi bắt nước lên luộc. Giờ ăn gì chặn sơ nó qua phải không? Luộc cho nó sôi luôn. Luộc cho nó sôi luôn. Cho nó chín cũng lâu lâu á chồng.
ăn thôi, tại mình xào không à. À xào cho nên là nó dễ bị sống lắm, cho nên mình luộc cho chín đi. Nói chung là luộc chín xong rồi mình xào lại. Miếng cá đang lội lội tung tăng. Cái hồ cá mà muốn cho nó ổn định nước nó cần phải có thời gian đó nha, phải đổ mấy cái chai gì quên nó tiêu rồi ta. À, mình phải đổ vi sinh vô để cho nó có vi sinh đó, nó làm việc thì cái nước nó mới trong được. Muốn nó ổn định nó cũng phải có thời gian, nó cũng hơi khó nữa. Hôm bữa cái hồ cũ của mình đó, nó ổn định nước rất là trong luôn mà cái chòi nó bị hư đó. Cho nên là phải bỏ giờ làm cái hồ mới rồi, này chắc đợi cả nửa tháng nữa nước nó mới ổn định được. Giờ trị bệnh nó xong rồi cái cho nước mới rồi vô chăm vi sinh rồi thay nước ra vô, nói chung là cực lắm, nuôi mấy con này cực lắm. Nhưng mà kiểu như cái sở thích á, cho nên mình mới làm được thôi, chứ còn ai nuôi chơi chơi khó lắm. Mình đậy lại nè, tại cá mới phải đậy lại nha cả nhà. Chờ nó ổn định cá nó quen hồ mình mới mở ra. Mới mua lưới gào vòng vòng cặp mé nè cả nhà. Thả mấy con vịt xuống. Mò dữ ha. Sáng mấy con vịt tắm nắng rồi nha. Lùa nó xuống dưới mương cho nó tắm nước xong rồi nó lên nó phơi khô nó rỉa lông. Thì nãy mắc cười lắm. Nó lội xuống dưới đây nè, có mấy con cá bự ở ngoài á, nó ụt 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 á, nó sợ quýu hết trơn, nó giọt lên liền. Như cái hồ này nó cũng tạm thời gọi là ổn định rồi nè, khoảng chừng 3-4 ngày nữa nó mới trong suốt. Cũng phải đổ vi sinh vô, chùi rửa sạch sẽ vậy đó, đổ vi sinh vô. Hồ này thì nó trong hơn. Giờ mình đi luộc cái bao tử cái cây nha. Nước luộc mình bỏ đường muối bột ngọt vô để cho cái bao tử đừng có lạc. Cho sâu lên khoảng chừng 3 phút là chín rồi. Cái bao tử cá trùng nó chín rồi cả nhà. Bây giờ ướp cái này, trong thời gian chờ đợi ướp cái này mình chạy ra nhà trọ sửa bóng đèn cho người ta cái. Giờ ở nhà vợ nấu mấy cái này trước. Luộc bí luộc trứng gà. Mấy con cá đánh cái thuốc tê cha này vô cái nó nổi bọt quá trời. Mình mới bỏ thuốc vô hồi nãy sáng mai. Cái mình rút ra phân nửa cái lượng nước trong đó ra. Rồi cái châm cái lượng nước mới vô bằng vậy luôn. Khoảng 2-3 ngày là cá nó khỏe. Cá nó biết uống sủi C nữa nha cả nhà. Cái viên đó viên gì vậy? Sủi cam á, tiệm thuốc tây bán. Nhưng sủi vitamin C thứ người ta mình uống nè. Cá nó cũng cần cái chất đó nè. Lâu lâu cái mình bỏ vài viên vô trong nước á cho cá nó khỏe. Mấy trái hồng cả nhà. Này mới rước bé Linh đi học về. Con chào bà cô chú. Gọt từ từ thôi nha, không quen gọt từ từ thôi, gọt sao được thôi. Đang bị bệnh rồi, đang ấy. Ủa, mới bà nước chưa? Mới mua cái đồ sủi oxy á, 270.000 mua trên mạng ở cái đó đi bán tôm bán cá đồ sủi oxy đó được á, mạnh lắm. À, gì xài bình Honda cũng được luôn nha, xài bình Honda bình thường. Đem đó bán hả? Cái này sủi hôm qua này đó chưa hết bệnh á. Cái bình ắc quy của mình đó, cái bình xe Honda mình là xài được cả ngày trời á, hơn ngày luôn á. Còn cái bình bự này của 7 chỗ thì nói để kiếm đồ đậy lại được, nắng nó gội vô để nó cháy máy á, nóng cháy máy. Có ai ta nói cái năng lượng mặt trời này đổi đi nè, có xài luôn hả? Xài năng lượng mặt trời luôn hả? Cái bình này của chiếc 7 chỗ. Bữa bán cái bình khô ổn quá để dành xài, bán con nhiều đó. Được bán tôm chứ. Rồi. Chị Hai mới cho nải chuối. Chèo đó dụ khỉ rồi. Chuối già.
thơm quá, bó ngòi nó thơm rồi. Ừ. Rồi, ăn cơm được rồi. Rồi, giờ dầm hột vịt gà, lộn hột gà. Bí, ừ, hột gà. Gà công nghiệp. Cuối cùng con đe tờ, theo quả hồng. Ê, sao con để dưới đó dơ rồi là phải rửa lại đó. Ừ, nhưng mà thường mình gọt xong rồi khỏi rửa, rửa lại lạt nhách là hiểu không? Rút kinh nghiệm lần sau kiếm gì để vô. Rồi bỏ vào bên sàn nước để rửa đi rồi hốt cái đó bỏ luôn. Cái dao cho để bên chỗ rửa chén nè, chẻ trái hồng ra làm tư. Này có chung ra ăn cơm. Thuốc ở đâu tử ghê hồn. Dạ. Hôm ngủ dắt rồi ra nấu món mì đó. Dạ cái tô luôn con. Dạ. Mẹ hỏi lại đi luôn. Ba thuốc bao tử nó quậy lắm. Kiếm ra không? Trứng dặm ghê. Này à, ăn đơn giản thôi. Bao tử cái nhà hả? Ừ, bao tử cách pasta. Mùa đỉnh không? Cái gì ta? Bắt qua sạch á. Điện sao nhóc kìa. Sau này đó có bán chứ trước. Chứ Vĩnh Long đâu có bán. Rồi, con thôi mời cả nhà nha. Con bớt cơm đi. Đừng bỏ. Vẫn cần. Giảm lên đi con. Thôi chung mời cô chú chị bạn cơm với dành gốc nha. Này cơm ké. Cái qua cái lại con mời anh bà cho chú ăn cơm. Ừ, ngày nằm ngủ mời cả nhà ăn cơm. Ừ, sống sống nhà ăn giờ. Nhà con tắm gì vậy? Mùa Vĩnh Long quá trời. Chuyển đèn giờ. Ờ, mới mới đổ bao củ vào phơi chưa chừng mới 5-10 phút. Chuyển mưa lấy vô vậy. Mới đây củi luôn. Tháng mưa này nội đem củi ra đem củi vô không thì là hết ngày. Nãy con còn lấy ra nắng quá trời. Thấy học dễ mà. À, sáng nắng chiều mưa. Trung không là có ăn hồng không? Dạ có. Không gọi không có chắc. Không có chắc một em. Năm gọi nha, năm gọi nó còn có chát nha, rồi chỗ bán ngoài chợ, rồi chỗ chát chỗ không. Năm nay thấy chỗ nào cũng ngon. Nhiều ký không? 30. Chỗ bán 30, chỗ bán 35, nhưng mà chợ lớn nha. Còn mấy cái sạp nhỏ lẻ thì người ta bán 4 con nữa con nha. 35 ngàn. Con cái đuôi nha. Hôm nay con biết ở đâu không? Đúng là bên Trung Quốc luôn. Trung Quốc luôn á. Cứ hỏi về Đà Lạt luôn. Không, Đà Lạt hồng này hiếm. Ví dụ có thì cũng chỉ vài cây thôi, không đủ ở ngoài đó ăn nữa. Cái gì tới cho mình. Cái hồng này là cái nhỏ. Hồng này là chú ý là cái hồng trứng tròn tròn màu bầu nó nhỏ như cái cà chua vậy đó. Ờ. Cái lỗ cũng mua dễ phải không? Ừ. Nó có Đà Lạt luôn. Ừ. Nó còn hồng này có Trung Quốc. Hồng này ăn á, không có sợ băng thuốc. Nhưng mà chỉ có sợ cái gì không? Người ta bảo quản nó là gì đây á. Là nó mới có chắc bảo quản rồi. Chứ người ta trồng người ta không có xịt phân thuốc nhiều giống như ba cái trái cây của mình. Tại vì cái này á, tới mùa nó là tự lộng ra. Nó có mùa đông, mùa thu, mùa xuân gì đó. Bỏ tiêu nhiều quá phải không? Xương đầu mắt. Dạ. Mắt xương rồi vậy? Xương. Mà tự nhiên đang nhai cái khít á, cái nước miếng nó vô. Tập nước miếng không? Dạ. Lúc Úc Quỳnh Nhật á, mấy cái hồng mà người ta trồng tự nhiên nhiều thiêu quang giả nó không ai chăm sóc. Tự động tới mùa thu nó rụng lá, cái tới mùa đông nó chơi trụi luôn đó. Cái qua mùa đông tới mùa xuân là tự đâm hoa nảy nở ra. Dễ sống hơn này, khí hậu trở ra bông à.
chắc khí hậu bởi nó mát luôn này. Kiểu gì nó có mùa đông có nó nghỉ ngơi á, cho cây nghỉ ngơi nó dưỡng sức vậy đó. Rồi cái nắng mưa ấm rồi cái bắt đầu nó đâm chồi nữa rồi cho bông ra trái. Ừ. Mới hái luôn á. Con cháu nó kìa, có ăn chụp cho mẹ. Đem nhiều cho ông gạo có ăn không? Không biết. Bọn hai nhóc trời này chung. Rồi không? Con cá này cái gì đâu nè, cái nó. Ủa, cái hoa lưỡi trâu hả? Mình nướng gì lưỡi trâu. Con này cá biển. Nó là lưỡi trâu chứ. Mình nướng gì lưỡi trâu. Cái này có biển hả sông? Có biển. Biển. Nó sông là biển. Cái này mình tưởng là biển hả? Đâu quá, ăn bình thường thôi. Thơm rồi. Rồi nãy giờ không nghe nói, giờ nghe nói. Giờ cứ như người nãy giờ không biết gì hết. Cái biển nó đỡ hơn là cái con tôm với mấy con cá gì đó. Cái con này nó đỡ hơn cái con cá. Cá ngừ, cá thu. Ờ, cá ngừ, cá thu. Với cá nục. Nó là nó không nói. Rồi được rồi. Lại cũng nhớ có rồi. Ơi người người bị ám ảnh đó. Chứ đừng hăng đó. Đừng hăng đó. Nghe nói có tôm một cái à. Này nhiều khi mới có hửi mùi thôi chưa kịp ăn đó là nó cũng bị nổi. Trời ơi, qua lúc nước điện con á. Mùa lớn nó lạnh luôn. Chớp mút cái đụng một cái. Mẹ lại nói, mưa nghe hỏi, nước điện. Hôm qua tắm nhiều mộng nghe mình tắm quá vậy. Mà tắm lớn không á. Hôm bữa với bên kia cô hơn chút chút. Không phải gì nè. Cứ ăn liền cũng nhét. Dạo con nãy đó là con không ạ. Không ăn thêm. Thôi ăn thêm chén rồi. Để ăn thuốc rồi nó bụng nữa. Anh Hồng à. Rồi. Thôi, thôi ăn hết. Không cái này mấy tinh tế là chắc bị giặt luôn. Tôi bằng đó đâu. Dạ. Nó giặt nó nỉ á. Rồi trời mưa luôn rồi cả nhà ơi. Thôi mình cũng xin kết thúc video, chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha.